Vâng, xin chào bác. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về cái mẫu Vanker lai số T20 Pro cho bác. Rất nhiều anh em có hỏi em thì là về hàng này thì bao giờ có hàng, rồi hàng này về lần sau giá thì có giảm sâu như thế rồi mà có chuẩn hàng loại 1 hay không, rồi chuẩn vỉ đỏ hay không. Đây, mở đại mạch cho bác một lần nữa cho bác xem. Bên em thì vẫn bán một loại thôi. Giới thiệu cho bác hàng chuẩn loại 1 đẹp vỉ đỏ, có dơ le, có chống hú đây rồi. Điều khiển cổng quang Bluetooth đầy đủ các bác nhé. Vẫn bảo hành 5 bình thường. Hàng này thì em giới thiệu cho bác quá khá là nhiều video. Chắc em xin phép các bác là video ngày hôm nay thì em đã không test thử lại tiếng nữa mà sẽ quay lại cái mạch bên trong cho bác anh nghe. Đây, quay mạch bên trong này, em vừa mới về chiều tối ngày hôm qua ngày chủ nhật. Đây em quay luôn cho bác anh nghe. Hôm qua thì cũng có nhiều anh em đến cửa hàng cũng lấy đã lấy mẫu này rồi, và nhiều anh em có đặt thì em đã gửi ship cho bác rồi. Đấy, nên các bác nào đã lấy cứ yên tâm nhá. Bên em đang gửi hàng cho bác và vẫn chuyển hàng này thôi, chứ không phải là quay một loại gửi một loại cho bác đâu. Các bác yên tâm một điều như vậy. Đấy, T20 Pro thì dòng này có cổng quang Bluetooth, có reverse thật quá nhá. Và cái nút eco reverse đấy các bác là nút cân bằng giữa eco reverse quá nhá. Như một cái kiểu vòi nước chia nóng lạnh ấy bác. Đấy. Rất đơn giản thế thôi. Về sử dụng các bác cái chỉnh delay repeat reverse, rồi các hiệu ứng bass chung chép và exciter trước đó, sau đó thì các bác có thể cân chỉnh lại thêm. Các bác muốn nhiều echo hơn hay nhiều reverb hơn thì các bác có thể chỉnh ở cái nút này, rất tiện lợi. Điều khiển thì có thể tắt mở tạm thời con vang nhé, tắt mở tạm thời chứ không phải tắt hoàn toàn các bác nhé. Em đã chia sẻ quá nhiều, cái này là tắt tạm thời thôi, nó tắt tiếng nguyên tiếng thôi, tăng giảm âm lượng này, âm lượng tổng luôn. Nút EQ này có thể thay đổi nhiều cái chế độ nghe, nhiều cái thể loại nhạc thì đúng hơn. Nhiều thể loại nhạc khác nhau, bốp, panat ra, nhiều kiểu như vậy. Thì các bác có thể nghe và các bác bấm cái nút EQ theo tùy thể loại nhạc của bác anh em nghe. Chứ còn cái này thì nếu như các bác nghe mà nó đang bỗng nhiên mà một hôm nào đấy mà các bác thấy nghe nó hơi nạ nạ ta thì bác kiểm tra lại cái nút EQ của em nhé. Đấy, nó có thể nhiều thể loại nhạc khác nhau. Đấy, cho nên các bác anh em có thể lựa chọn được. Vocal này thì nhiều khi là anh em bấm vào nó bị mất cái tiếng mất cái tiếng chung, tầm tiếng chung như này, toàn tiếng bass chép thôi, thì các bác có thể kiểm tra lại giúp em. Còn nút input này thì chọn cổng đầu vào. Quay lại một lần nữa cái mặt cho bác anh em nhé. Chuẩn lại một vỉ đỏ luôn, vỉ chống hú có IC lớn này, có dơ le này. Đấy, bảo lên này. Đấy, bộ nguồn nó này, nguồn rất là lớn quá nhé, có bảo vệ nguồn, màn hình nháy rất là đẹp. Đấy, đủ cho bác luôn. Ở trên này thì nếu mà các bác còn thấy có xước xước ở đây một chút thì các bác có thể nổi cái lớp ni lông trên này đi nhé. Trên cái lớp mica này có lớp ni lông chống xước. Còn đây là mặt trên được sập nổi JBL đấy nhé. Cái này tất nhiên là không phải hàng chính hãng rồi, hàng chính hãng thì không của JBL thì nó không có mẫu Vanker này. Thì các bác anh em nào có yêu cầu là hàng này phải là chính hãng, nó là hàng loại 1. Có nhiều anh em bảo chính hãng loại 1 nhé, hàng loại 1 là loại 1 và hàng chính hãng là chính hãng các bác nhé. Đó, một đoạn video ngắn đấy cả với mẫu JBL T20 Pro. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên em. Anh em đang xem video thì nhớ cho mình này đăng ký kênh.